Vâng, em xin chào quý vị. Đấy. Nay chúng ta có một đôi tép rất là đặc biệt của Decathlon quý vị nhé. Đấy. Màu xanh ngọc, rất đẹp. Đấy, quý xem, rất đẹp. Đấy. Đấy. Có thể nói đây là một trong những cái đôi tép mà nó có cái màu đặc biệt thứ hai mà cửa hàng bên em có về. Đấy là trước đấy có một đôi tép mà màu ngọc trai, quý biết rồi. Đây con này thì là màu ngọc, theo kiểu màu ngọc, không biết là cái màu ngọc gì, người ta gọi là màu đục bảo hay cái gì đấy, kiểu kiểu vậy. Đây giảm giả theo kiểu màu ngọc. Màu ngọc này là màu kiểu màu tím, tím xanh, xanh tím. Đây, đây. Bạn nhìn nhá. Đấy. Con này mã của cái tép này là 5083BM nhé. Hàng được sản xuất tại Nhật Bản, do hãng Decathlon sản xuất, trợ kháng 6 ohm. Hàng rất là đẹp, tép rất là ok luôn. Đấy. Tép chất lượng, nhìn rất là chất này, từ cụ từ của nó này, cụ từ hai từ nhé, một từ to, một từ nữa ở dưới đây là hai từ. Đấy. Nhìn rất chất nha. Tức là nhìn phải nói là chất lượng, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Đấy. Con này là sử dụng gân đấy quý vị ạ. Này tép này sử dụng gân vải nhé. Gân vải kiểu dạng xếp này. Đấy, rất là chất. Đấy. Ok. Kích thước của loa tép ở đây. Vành của ngó hết bên ngoài là 10,5 quý vị nhé. Vành ngoài hết 10,5, vâng. Đấy. Và từ của nó thì đây. Em sẽ đo cái từ to nhé. Đấy. Từ to là 6,5 rồi. Đấy. Còn cái từ nhỏ, ôi, dính quá. Đây. Từ nhỏ. Cái từ ở dưới là 5 cm nhé. Đấy. Ok. Đấy. Cái con tép này nhé quý, nó là 1.100.000 nhé quý nhé. Ai có nhu cầu thì liên hệ nhé. Cái con này mà lắp ghép vào trong loa, thùng loa thì phải nói là nó tạo một cái điểm nhấn rất là rõ nét cho tép nhé. Đấy. Một mình con tép này nhìn nó đã rất là chất rồi. Đấy, quý vị xem. Đấy. Ướm thử. Đấy. Rất chất nhé. Tôi bật hẳn lên luôn. Vâng. Em xin cảm ơn và xin gặp lại quý vị ở những video tiếp bên này. Và những cái đôi tép này bên em không ship code, vì những ai có nhu cầu mua hàng đặt cọc trước một ít nhé, hoặc nếu không thì chuyển khoản hết cho bên em nhé. Vâng, em xin cảm ơn, xin gặp lại quý vị sau.